Thưa quý vị, thưa các bạn, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP bằng việc đổi mới, đa dạng hóa kênh tiêu thụ, xây dựng thị trường mục tiêu, tăng hiệu quả kinh tế, kết nối chuỗi tiêu thụ lâu dài đang là hướng đi nhằm giới thiệu sản phẩm này tới nhiều thị trường trong và ngoài nước. Để phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, các ngành chức năng và địa phương trong cả nước đã và đang rất tích cực tham gia các hoạt động để trở thành cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng. Những năm gần đây, cùng với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ những lợi thế có được, các địa phương trong cả nước đã khai thác tiềm năng, thế mạnh để thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Sau một thời gian thực hiện, đến nay, chương trình này đã lan tỏa rộng khắp, góp phần tạo thêm động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Hội chợ OCOP là một trong những cái hội chợ tiêu biểu mà có thể nói là chúng tôi thấy rằng đây là một hoạt động xúc tiến thương mại rất thiết thực và hiệu quả. Hội chợ OCOP đã được người tiêu dùng của cả nước nói chung đón nhận, cũng như là với cái sự mà tham gia hết sức là tích cực của các cái sản phẩm OCOP của các địa phương. Cái thành công của hội chợ nó thể hiện bằng cái sức hiệu triệu đối với lại các cái sản phẩm. Thì bản thân tôi là một người sản xuất sản phẩm mới được tỉnh OCOP đã thấu hiểu rất là rõ sản phẩm của mỗi xã mỗi phương một sản phẩm. Để có nhận được ngày hôm nay thì những người sản xuất đó, rất là cảm ơn chính phủ đã đưa chương trình OCOP này về tới từng người, từng xã, từng phương để những sản phẩm này được chứng nhận. Đó là như một cái tấm thẻ mà đi ra ở bên ngoài các tỉnh khác và như thế giới. Hội chợ OCOP Quảng Ninh hè 2022 là hoạt động xúc tiến thương mại nhằm định hướng phát triển thị trường dịch vụ để nông sản, sản phẩm OCOP đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của người dân và khách du lịch. Hội chợ năm nay có quy mô 227 gian hàng quảng bá, giới thiệu và bày bán trên 1.250 sản phẩm đặc trưng tiêu biểu OCOP của hơn 200 đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc 42 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó có 10 gian hàng giới thiệu, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp tham gia hoạt động thương mại điện tử. Năm 2022 là năm nền tảng quan trọng của chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025. Do đó, Quảng Ninh tiếp tục tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thông qua các hình thức bán hàng bằng cả phương thức truyền thống và thương mại điện tử. Đây là một cái kỳ hội chợ OCOP và thường niên của tỉnh Quảng Ninh, và hội chợ lần này thì chúng tôi đã thu hút được 42 tỉnh thành tham dự tại tỉnh Quảng Ninh và 1.300 sản phẩm đến từ 200 doanh nghiệp, các sản phẩm rất đa dạng phong phú. Và hội nghị hội chợ này thì các cái doanh nghiệp sẽ được tiêu thụ những sản phẩm tới đến với thị trường trong nước. Và qua đây thì các cái doanh nghiệp sẽ trao đổi kinh nghiệm và học tập để nâng cao về cái mẫu mã, bao bì, chất lượng sản phẩm để có những rút ra để tiến tới đưa cái hoạt động sản xuất của doanh nghiệp sẽ được nâng cao hơn. Và cái sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh cũng như là các tỉnh thành sẽ không những được tiêu thụ trong cái thị trường trong nước mà có thể là tiến tới sẽ tiêu thụ trên toàn quốc và thế giới. Kế hoạch năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có chỉ đạo về cái công tác chuyển đổi số, thì trong đó có cái nội dung về công tác xúc tiến thương mại và thương mại điện tử. Thì ngay từ đầu năm, trung tâm đã triển khai phối hợp với các đơn vị chức năng và xây dựng một cái trang thương mại điện tử, tức là ocopquangninh.com.vn. Hiện tại thì trang thương mại điện tử đã đi vào hoạt động và đưa lên sàn được gần 300 sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh. Và trong tương lai tới thì cái sàn thương mại điện tử sẽ mở rộng nhiều kênh buôn bán và phân quyền đến cho các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa để làm sao đưa sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh được đi ra thế giới. Chúng tôi cũng đã được tham gia hội chợ OCOP nhiều lần, thì mỗi một lần chúng tôi lại có những cái trải nghiệm và những cái nguồn khách hàng khác nhau. Tại vì là chúng tôi đem cái sản phẩm mình trực tiếp sản xuất đến hội chợ OCOP này và giới thiệu với người tiêu dùng. Và đồng thời là trong cái kỳ giới thiệu với người tiêu dùng này thì chúng tôi lại tìm được rất là nhiều đại lý muốn bán cái sản phẩm của chúng tôi về các cái địa phương và các cái tỉnh thành khác. Và đây tôi nghĩ là cái cơ hội để mà các cái nhà sản xuất rồi các cái nhà thương mại có thể là giao thương kết nối và tìm thấy những cái sản phẩm đặc sản phù hợp với mình để có thể là phân phối và tiêu thụ. Để các chương trình xúc tiến sản phẩm OCOP tiếp tục phát huy hiệu quả, cần sự chung tay tham gia, đảm bảo sản lượng, chất lượng, không ngừng đổi mới từ phía các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất.
Thời gian qua, ngoài những hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống, việc mở rộng thị trường sản phẩm OCOP đã được triển khai theo hướng hiện đại và bền vững trên nền tảng số. Cùng với đó, việc xây dựng thương hiệu đưa sản phẩm OCOP vào các chương trình hội chợ triển lãm được tổ chức hàng năm nhằm giới thiệu chuyên đề đặc sản vùng miền, mua bán trực tuyến, xúc tiến thương mại gắn với du lịch, được xem là hoạt động giới thiệu sản phẩm OCOP một cách rộng rãi và hiệu quả. Sản phẩm OCOP của Việt An thì hiện tại là có mặt ở 63 tỉnh thành trong nước. Tôi cũng tham gia rất là nhiều các cái chương trình này do tỉnh Thái Nguyên tổ chức và đưa đi giới thiệu các đơn vị. Chúng tôi tự hào là người Việt Nam và nói với người Việt Nam rằng sản phẩm của mình rất là tốt để có thể yên tâm để dùng. Và chính những người lao động sản xuất ra cái sản phẩm trà, ra những cái sản phẩm nông nghiệp cũng yêu thương cái sản phẩm của mình để có thể mang cái tình yêu thương đó tới với những người tiêu dùng để tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại. Thì đầu tiên là sự quan tâm của nước, chúng tôi được sự hỗ trợ rất là nhiều của Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Nguyên. Đấy là những cái chương trình mà gần như là những cái bà đỡ cho cái việc mà khôi phục lại cái hoạt động sau dịch. Thì vận dụng và những cái hỗ trợ đó thì chúng tôi cũng đẩy mạnh, bản thân cũng nỗ lực để có thể cập nhật những cái mới, ví dụ tham gia các cái sàn giao dịch điện tử. Sản phẩm của bên tôi là hiện nay đang là sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh, và ngoài ra là để đảm bảo cái chất lượng hàng tiêu dùng của Việt Nam đảm bảo thì nó sẽ có cái tiêu chuẩn của HACCP này, đó là ISO này, và nhiều cái sản phẩm nó có cái tính chất dược liệu bên trong rất là tốt nữa. Hiện tại của sản phẩm bên tôi thì đã có mặt trên tất cả các thị trường siêu thị, hệ thống bán lẻ trên toàn quốc và các hội chợ ở trong cái thị trường Việt Nam. Và sắp tới thì tôi cũng muốn được kết hợp với Bộ Công Thương và các ban ngành để phát triển cái sản phẩm này lên nhiều cái thị trường quốc tế lớn mạnh hơn nữa. Hiện nay thì cái sản phẩm thì sản xuất tốt rồi, nhưng mà cái vướng mắc của các cơ sở là còn đang yếu kém, ví dụ như chưa đưa lên được sàn điện tử, cho nên là qua cái chương trình này mong muốn là được kết nối và được học hỏi để cái sản phẩm nó được phổ biến và được nhiều người biết đến hơn. Đến với lại chương trình năm nay thì cũng mong muốn là được kết nối với một số đơn vị và cũng mong muốn là được nhiều bà con ở trong nước biết đến những cái sản phẩm OCOP của vùng miền. Trong bối cảnh hiện nay, phần lớn các sản phẩm OCOP là của các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nên nguồn vốn quảng bá sản phẩm vẫn còn hạn chế. Do đó, việc hỗ trợ tạo điều kiện tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại của các cơ quan nhà nước và sự phối hợp đồng hành của các chủ thể OCOP là cần thiết để mở rộng sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thế cạnh tranh cho các sản phẩm. Theo các chuyên gia kinh tế, thời gian qua các sản phẩm OCOP đã góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, xây dựng thương hiệu, gia tăng giá trị sản phẩm, đồng thời phát huy được tiềm năng lợi thế sẵn có từ các sản phẩm truyền thống văn hóa địa phương, tạo ra các sản phẩm có chất lượng, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế, từng bước trở thành thương hiệu mạnh trên thị trường trong nước, khu vực và quốc tế.